Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hộ dân ở huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên nuôi ong lấy mật. Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thực hiện mô hình ngày thứ bảy với nhân dân. Trên 87% hộ dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được dùng nước sạch. Gặp gỡ bí thư đoàn của Công an tỉnh Hưng Yên xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Cần cẩn trọng khi sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Những năm gần đây, nhiều hộ dân của huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên phát triển mô hình nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Phù Cử có khoảng 100 hộ nuôi ong lấy mật với tổng số 6.000 đàn, tập trung chủ yếu ở xã Tam Đa, Minh Tân và Minh Tiến. Nhiều hộ nuôi với số lượng lớn như gia đình ông Trần Trung Khu ở xã Minh Tân nuôi 300 đàn, ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Trí Thăng ở xã Tam Đa nuôi 250 đàn. Ong là con vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, chủ yếu được nuôi trên các diện tích trồng vải và nhãn. Bình quân cứ 5 ngày, người dân quay lấy mật một lần, cho thu khoảng 2 kg mật trên một đàn. Trong một vụ hoa, mỗi đàn ong cho thu từ 15 đến 20 kg mật. Với mức giá hiện tại là 100.000 đồng một kg, nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với hơn 5.700 ha mặt nước, cộng với đa dạng hóa các phương thức nuôi trồng như công nghệ sông trong ao, nuôi lồng bè trên sông Hồng, năm qua, sản lượng thủy sản của Hà Nam đạt trên 22.600 tấn. Chăn nuôi thủy sản không chỉ mang lại giá trị cao cho ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân, mà còn có nhiều tiềm năng xuất khẩu, có thể xây dựng thương hiệu các con nuôi thủy sản đặc sản. Năm qua, Hà Nam đã đưa hai mô hình nuôi cá công nghệ sông trong ao sản xuất theo chuỗi liên kết vào thực tế. Qua bước đầu đánh giá, mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ sông trong ao đang mở ra hướng phát triển mới trong nuôi trồng thủy sản. Mô hình không chỉ giúp người nuôi nâng cao thu nhập mà còn góp phần cải thiện môi trường, cải tạo nguồn thủy sản sạch. Cách nuôi này hiệu quả gấp nhiều lần so với cách nuôi truyền thống. Nguồn nước luôn được lưu thông, cá ít dịch bệnh nên tỷ lệ hao hụt thấp. Cá luôn vận động nên thịt cá dai ngon hơn, sản phẩm làm ra có thị trường, bao tiêu ổn định. Trong giai đoạn từ nay đến 2020 và giai đoạn tiếp theo thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các địa phương để tổng kết, đánh giá ưu nhược điểm và sẽ có cái bước đề xuất chính sách cơ chế cụ thể phù hợp với Ủy ban tỉnh để mà nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo. Vấn đề thực phẩm sạch và an toàn đang là mối quan tâm bậc nhất của người tiêu dùng hiện nay. Thực tế cho thấy khi thu nhập tăng lên, người tiêu dùng cũng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm, đồng thời cũng quan tâm hơn đến giá trị mà nó mang lại. Tiềm năng về thủy sản ở Hà Nam không ít, tuy nhiên nghề nuôi cá nói chung, cá sông trong ao nói riêng, số lượng vẫn còn ít. Và lĩnh vực này cần một lộ trình bài bản để kết nối lĩnh vực thủy sản sạch tới tay người tiêu dùng, như cần phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, để không chỉ phong phú thêm các sản phẩm nông sản sạch mà còn tạo chỗ đứng cho nuôi trồng thủy sản của Hà Nam phát triển ổn định bền vững. Để bảo vệ và định hướng người tiêu dùng sử dụng sau an toàn, thành phố Hải Dương xây dựng đề án phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung và sản xuất sau củ quả an toàn, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người dân thành phố sử dụng sau củ quả an toàn được cấp giấy chứng nhận đạt 20% trở lên, trong đó nhân dân ở nội thành đạt 30%. Rau an toàn phải được sản xuất trong môi trường an toàn và quy trình sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Năm 2017-2018, thành phố Hải Dương quy hoạch gần 100 ha chuyên sản xuất rau an toàn tại phường Nhị Châu và các xã Thượng Đạt, An Châu, Nam Đồng, Tân Hưng. Rau an toàn được trồng trong nhà màng, nhà lưới và ngoài trời với hệ thống nước tưới tự động. Quy trình sản xuất đòi hỏi phải đúng kỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo danh mục quy định và thời gian cách ly. Đó là lý do người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng rau sản xuất tại cơ sở an toàn. Tuy nhiên, do đầu tư lớn nên giá bán chưa hợp lý với đại đa số người tiêu dùng. Bây giờ cái rau an toàn thì tôi thấy là được người dân cũng sử dụng rất là nhiều. Gia đình tôi cũng mong muốn là được thêm một số quỹ đất nữa để mở rộng cái diện tích trồng rau để phục vụ nhân dân. Để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tại thành phố Hải Dương, đã có một số cửa hàng bán thực phẩm rau an toàn được giám sát và cấp giấy chứng nhận của Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản. Đó là địa chỉ tin cậy để những người tiêu dùng thông thái lựa chọn thực phẩm an toàn hàng ngày. Bởi vì ở đây thì cái nguồn gốc nó rõ ràng thì mình ăn nó yên tâm hơn.
Đi vào đây nó biết là thực phẩm này là an toàn rồi thì là chúng tôi yên tâm. Thì chúng tôi vào đây chúng tôi mua. Những vùng rau sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn thành phố Hải Dương đều được các đơn vị độc lập giám sát quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng. Sản phẩm được tiêu thụ tại các cửa hàng tiện ích và thông qua hệ thống siêu thị Vineco Vingroup. Nhằm đưa tới một cái sản phẩm rau an toàn cho người dân thì thành phố cũng ngay lập tức là xây dựng kết nối với những cửa hàng kinh doanh thực phẩm rau an toàn. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ kết nối nhiều hơn tới các cái cửa hàng thực phẩm và những người sản xuất. Mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu dùng ở thành phố Hải Dương từng bước nâng cao được nhận thức của cả người sản xuất và người tiêu dùng. Người sản xuất thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe. Theo đánh giá của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nam Định, đến nay toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 1.860 ha đất trồng lúa kém hiệu quả và vườn tạp thành vườn trồng hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao, với giá trị bình quân từ 120 đến 150 triệu đồng trên 1 ha, tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động tại các địa phương. Hiện Nam Định đã có 194 xã phường thị trấn thành lập Hội Sinh vật cảnh, khoảng 800 tri hội sinh vật cảnh ở các thôn xóm, làng nghề, trên 1.000 hội viên với tổng số 14.500 tác phẩm trưng bày, khoảng 54.000 tác phẩm đang hoàn thiện. Ngoài ra, tỉnh Nam Định còn có 35 câu lạc bộ sinh vật cảnh, 178 nhà vườn, 22 làng nghề sinh vật cảnh với 267 nghệ nhân, trong đó có 34 nghệ nhân quốc gia, 233 nghệ nhân cấp tỉnh. Năm 2019 và những năm tiếp theo, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nam Định tiếp tục vận động hội viên nâng cao chất lượng nghệ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng chăm sóc, lai tạo nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, củng cố tổ chức hội. Phấn đấu đến năm 2021 có trên 90% số xã có hội sinh vật cảnh, 90% thôn xóm có chi hội sinh vật cảnh. Thưa quý vị và các bạn, chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phân giao thực hiện giải ngân nguồn vốn khởi nghiệp cho phụ nữ và thanh niên từ năm 2018. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ và đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc việc thẩm định hồ sơ, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn vay vốn để giải ngân cho các đối tượng. Tại huyện Tiên Xu, nguồn vốn khởi nghiệp đã thực sự trở thành động lực, chất xúc tác để các hội viên, đoàn viên mạnh dạn thực hiện ước mơ, hoài bão khởi tạo sự nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nguồn vốn khởi nghiệp của tỉnh thời gian qua đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng với các ngành, địa phương triển khai, giải ngân một cách hiệu quả. Tại huyện Tiên Du, đến nay đã giải ngân được 7 dự án của phụ nữ và một dự án của thanh niên với số vốn là gần 5 tỷ đồng. Hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang tiếp tục phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tiến hành thẩm định các dự án đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết giúp các hộ được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, năm 2018, đơn vị đã thực hiện giải ngân được 20 tỷ đồng vốn khởi nghiệp phụ nữ và 5 tỷ đồng vốn khởi nghiệp thanh niên. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục dành 50 tỷ đồng cho các dự án khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi, thời gian vay tối đa 5 năm. Đây là chính sách tín dụng ưu đãi của tỉnh, tạo đòn bẩy cho các dự án khởi nghiệp hiện thực hóa mục tiêu đổi mới, sáng tạo và làm giàu trên quê hương. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cũng tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật giảng dạy, giúp học sinh có những giờ học cảm hứng và sáng tạo hơn. Với 100% các lớp học đều có máy chiếu, đồng thời các thầy cô giáo tại trường đều trang bị đầy đủ máy tính cá nhân, việc giảng dạy tại Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão luôn đặt tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong từng bài giảng lên hàng đầu. Bên cạnh việc sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ giảng dạy như trình chiếu, PowerPoint, bài giảng e-learning, khai thác thư viện bài giảng điện tử, các thầy cô Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão đã tích cực ứng dụng các kỹ thuật giảng dạy mới với tên gọi của thuật ngữ chuyên môn như kỹ thuật góc, kỹ thuật phân nhóm, kỹ thuật khăn phủ bàn, v.v. giúp những giờ học không còn căng thẳng, ngược lại còn giúp cho học sinh có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong từng tiết học. Thành tích học tập của học sinh Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão đã có nhiều điểm sáng với 99% học sinh đỗ tốt nghiệp.
Năm học 2018-2019 có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Hưởng ứng tháng thanh niên, đồng thời nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Đoàn Thanh niên xã Tân Chi, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Tại buổi lễ, Đoàn xã Tân Chi và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức tặng 15 suất quà cho 15 học sinh ở hai trường Trung học cơ sở và Tiểu học Tân Chi. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí đoàn viên thanh niên, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên xã Tân Chi đã tham gia lao động vệ sinh môi trường, rắc vôi bột khử trùng tiêu độc ở khu đông dân cư, cống rãnh trên địa bàn xã. Trên cơ sở xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng để huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trước tháng 9 năm 2019. Ngay từ đầu tháng 1 năm 2019, huyện Bình Lục đã chỉ đạo phát động toàn dân thực hiện mô hình ngày thứ bảy với nhân dân. Mô hình này được huyện chỉ đạo làm điểm tại thị trấn Bình Mỹ, hiện nay được nhân rộng tại 10 xã trên địa bàn huyện. Theo đó, hàng tuần, tất cả các cơ quan ban ngành đoàn thể, trường học, ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng với nhân dân trong huyện đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường một lần vào ngày thứ bảy. Đối với mỗi đợt ra quân, ủy ban nhân dân huyện đều yêu cầu các xã thị trấn bố trí lực lượng nòng cốt để giải tỏa những điểm nóng về rác ở ven đường, ao hồ, trên kênh mương và khơi thông cống rãnh. Huyện thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các xã thị trấn thu gom rác theo kế hoạch. Trong những đợt tổ chức tập trung ra quân tổng vệ sinh môi trường, huyện Bình Lục đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, công nhân viên chức, hội viên phụ nữ, người dân, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia khơi thông cống rãnh, thu gom hàng ngàn tấn rác, giải tỏa được nhiều điểm tồn lưu về rác lâu năm, vệ sinh quét dọn sạch sẽ hàng chục km đường liên thôn liên xã, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Không chỉ làm tốt công tác tham mưu, Đại úy Bùi Tiến Công cũng luôn thể hiện vai trò trách nhiệm của người thủ lĩnh thanh niên, luôn có những đề xuất, sáng kiến hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Công an tỉnh Hưng Yên. Bằng cách làm sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập các mô hình câu lạc bộ thanh niên để thu hút, tập hợp và phát huy năng lực sở trường của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiêu biểu như mô hình câu lạc bộ chuyên ngành xuất nhập cảnh, câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ, tổ thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, trong năm 2018, với cương vị là bí thư chi đoàn, anh Công đã chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức 11 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút hơn 3.200 người tham gia. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, thì phong trào công tác đoàn và phong trào thanh niên của Công an tỉnh có nhiều khởi sắc, thì trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng chí Bùi Tiến Công, bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Các cái hoạt động đã đi vào chiều sâu và đã đảm nhận được rất nhiều cái công việc, các cái phần việc thanh niên đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch, xây dựng các cái hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng người dân. Không chỉ tích cực tuyên truyền và khuyến khích đoàn viên thanh niên công an xung kích đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của bọn tội phạm, giảm trọng án, kiềm chế phát sinh tội phạm và tai nạn xã hội, anh Công cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn gắn với cơ sở nhằm mang lại sự đổi mới trong sinh hoạt đoàn, chuyển từ sinh hoạt hành chính đơn thuần sang sinh hoạt bằng các hoạt động trực quan, thực tế thông qua chương trình Hành trình về địa chỉ đỏ, giúp giáo dục truyền thống của đoàn được sinh động và cụ thể hơn. Nhờ đó, phong trào thanh niên tình nguyện của Công an tỉnh đã trở thành điểm sáng và ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa như hành quân xanh, đền ơn đáp nghĩa, tham gia hiến máu tình nguyện, trao xe đạp gửi niềm tin, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, khám bệnh tại nhà, trao quà biết ơn. Đồng chí Công là một người lăng lổ, nhiệt huyết và cũng rất là gần gũi, thân thiện, luôn luôn là tạo mọi điều kiện để cho đoàn viên, các chi đoàn, đoàn cơ sở phát triển các phong trào, cũng như là đưa ra các cái chủ đề mới, các cái phong trào mới, tạo cái sân chơi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia sáng tạo cũng như là đóng góp vào cái thành tích chung của Công an tỉnh Yên.
đạt danh hiệu thanh niên công an Hưng Yên tiêu biểu 2 năm liên tiếp. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Công còn là tấm gương sáng của tuổi trẻ công an tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là bí thư đoàn xuất sắc đại diện cho đoàn viên thanh niên toàn tỉnh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. Với nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể, nên đến nay huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã có 97% hộ dân trong huyện đấu nối sử dụng nước sạch. Để có được kết quả trên, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thôn và sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn huyện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người. Nên đến nay, tỷ lệ người dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch của huyện Quỳnh Phụ đã đạt trên 97%. Để hướng tới mục tiêu 100% số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch trong năm 2019, huyện Quỳnh Phụ tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp quản lý chặt chẽ chất lượng nước sạch, đảm bảo đúng quy định, công khai rộng rãi các nội dung, chỉ tiêu về chất lượng nước để cho nhân dân biết, giám sát, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân trong vấn đề đấu nối và quản lý chất lượng nước sạch. Hấp dẫn bởi những lời quảng cáo như không cần ăn uống kiêng khem, không cần luyện tập, chỉ cần uống sản phẩm quảng cáo này, kết hợp với uống nhiều nước là có thể giảm từ 5 đến 7kg trong một liệu trình từ 10 đến 15 ngày. Vì thế, không ít chị em phụ nữ đã lựa chọn sản phẩm giảm cân này với mong muốn có được một thân hình thon gọn. Tuy nhiên, việc sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không những không có kết quả như ý muốn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí tính mạng của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng. Qua tìm hiểu, trên thị trường hiện có nhiều thực phẩm chức năng giảm cân được bán với nhiều mức giá khác nhau. Bên cạnh những loại sản phẩm có đầy đủ nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn không ít sản phẩm người sử dụng tự chia sẻ cho nhau mà không biết gì về nguồn gốc xuất xứ và cũng không có tem chứng nhận của cơ quan chức năng dán trên sản phẩm. Điều đáng chú ý là hầu hết các loại sản phẩm hỗ trợ giảm cân đều có chứa hoạt chất sibutramine độc hại. Hóa chất này có vai trò giúp người béo phì giảm cân rất nhanh nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng. Hiện nay cái chất lượng của cái sản phẩm thực phẩm chức năng thì vẫn chưa được đánh giá. Một số những sản phẩm thực phẩm chức năng thì được sản xuất tại những một số những cơ sở không đủ điều kiện và cũng không được công bố phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như mà có nhu cầu giảm béo, giảm cân thì những người tiêu dùng nên sử dụng những cái thực phẩm chức năng có nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng những cái hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho gia đình. Về góc độ khoa học, muốn giảm cân thì phải kiên trì thực hiện 3 nguyên tắc gồm chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường vận động và sử dụng các hoạt chất sinh học thiên nhiên đã được chứng minh tính hiệu quả và an toàn. Không nên sử dụng các loại trà, thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin về nhà sản xuất, đơn vị cung cấp, phân phối, không hạn sử dụng và không có nhãn mác tiếng Việt. Bởi đó là những sản phẩm trôi nổi, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và rất khó can thiệp nếu người dùng gặp các vấn đề về sức khỏe. Nếu thực sự cần thiết phải giảm cân, mỗi chúng ta nên thực hiện theo chỉ định, tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo sức khỏe, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Những năm gần đây, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được đánh giá là một trong những địa phương có chuyển biến tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư về quản lý đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tố cáo một số cán bộ thiếu trách nhiệm trong quản lý để góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã nhận được 135 đơn thư, kiến nghị tố cáo, trong đó Ủy ban Nhân dân huyện đã giải quyết 52 đơn thuộc thẩm quyền và chuyển 83 đơn không thuộc thẩm quyền. Trong quá trình tiếp công dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn đã thực hiện nghiêm túc các quy định của luật khiếu nại tố cáo và các quy định tiếp công dân. Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ, đồng thời có những biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các nội dung mà công dân khiếu nại tố cáo, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Qua đó đã thu hồi trả lại cho tổ chức cá nhân trên 260 triệu đồng, tiến hành kỷ luật 6 cán bộ đảng viên, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra 2 vụ liên quan đến quản lý đất đai, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.